Thì khi mà ông cụ ở nhà thì chung với bà cụ thì lúc Giác Nhàn chưa đi tu thì hai ông bà hay lời qua tiếng lại lắm. Đi coi thầy bói người ta nói, ổ sao kỳ quá, ông tuổi Thìn bà tuổi Dậu đâu có tứ hành xung tí ngọ mẹo dậu chứ. Làm sao mà ông tuổi Thìn bà tuổi Dậu mà sao xung khắc dữ ta. Mấy cái người mà coi bói á, mấy cái người mà người ta hay coi tuổi á mà. Rồi cuối cùng hai ông bà ở Ban Mê Thuộc thành phố, còn ông vô tuốt trong kinh tế mới buôn ba, ở trong đó cũng mười mấy năm. Giác Nhàn cũng hay mang cơm rồi vô cho ông. Thì cuối cùng Giác Nhàn nhìn lại là không phải do tuổi nó xung khắc mà do cái khẩu nó khắc á. Biết khắc khẩu không? Khắc khẩu là không biết tu cái miệng á. Không biết tu cái miệng nghĩa là gì? Lúc nào cũng nói những cái điều không đáng nói mà nói. Người Phật tử là phải nghĩ như Phật nghĩ, nói như Phật nói, làm như Phật làm thì gọi là Phật tử, là con của Phật, đúng không ạ? Nhưng mà mình Phật tử mình không có làm giống như Phật tử. Mình làm giống gì? Giống như sư tử. Biết sư tử Hà Đông không? Dữ lắm ạ. Người ta nói sư tử cái, cọp cái á. Mình muốn cái tên không? Hay là mình muốn là Quan Âm? Bà đó sao giống Quan Âm quá, bà nói dịu hiền, nhìn bà dễ thương quá. Muốn người ta khen vậy hay là muốn mình muốn người ta khen mình là sư tử? Sư tử Hà Đông. Lúc đó hai ông bà bắt hòa với nhau. Thì chúng tôi nhìn thấy từ trong gia đình của chúng tôi, rồi chúng tôi đọc vào trong văn sao Ấn Tổ nói cái chỗ này. Gia quy bị phá vỡ do người phụ nữ không biết nhịn. Đúng thiệt, lúc bà cụ bà làm bánh hỏi, bà tìm ra tiền á, bà đi kiếm tiền bà nuôi gia đình, cho nên thành ra có cái gì mà trái ý với bà cụ thì bà cụ khó chịu lắm. Có một lần chúng tôi nhớ ông cụ ông chưa chở bánh hỏi lên đường cái vút bán kịp á, khách đang ngồi đợi, bà cầm đòn gánh về, bà kêu cha con tụi bay không mang bánh hỏi, không mang nước mắm lên cho tao bán phải không, trời ơi, bà dí chạy tùm lum hết trơn. Thì Ấn Tổ nói là người phụ nữ trách nhiệm là ở nhà thay chồng dạy con, kinh tế giao cho người chồng. Nếu làm quá phận này có vấn đề rắc rối trong gia đình. Và người phụ nữ để mà làm cho xã hội được an định chiếm hơn quá nữa. Bởi vì thay chồng dạy con có thành thánh thành hiền hay không là do người phụ nữ, người mẹ. Nếu mà người mẹ này phá vỡ gia quy bằng cách đi kiếm tiền và làm những công việc quá phận thì gia đình có vấn đề. Giờ mấy ai mà họ chịu ở nhà là người phụ nữ thay chồng dạy con, dầu cho con lớn rồi, có gia đình rồi, bắt đầu dạy cháu. Chút nữa chúng tôi mới nói cái việc mà cha mẹ không biết dạy con, đến bây giờ cái tệ nạn xã hội xảy ra, một năm tại nước Việt Nam mình phá hơn 300.000 cái thai. Cũng từ cha mẹ. Hồi nãy quý vị coi đoạn phim video clip đó phải không ạ? Rồi đây có cái đoạn Hòa Thượng ngài mới trả lời một cái đài của bà Đinh Gia Lệ mới kinh khủng nữa. Vì mẹ không biết dạy con. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mà may thay sau Tam Bảo giao hộ, sau một thời gian rồi cụ bà là thân mẫu của Giác Nhàn, bà mới phát tâm bà đi tu. Sở dĩ mà bà phát tâm đi tu là ngày đêm chúng tôi tụng kinh niệm Phật, công quả cứ hướng về cha mẹ. Trong tâm chúng tôi lúc nào cũng hướng về để cho bà thoát ly cái nghề bánh hỏi 40 năm, thoát ly giữa hai người xung đột với nhau. Cho nên thành ra bữa nay mà có được cái lễ Phật tử về đông chư tôn đức tăng ni và lập cái đàn này là từ khi chúng tôi đọc văn sao gần 2 năm nay là không một ngày nào chúng tôi ngơi nghỉ để hồi hướng cho cụ Thiện Chánh với lại là cụ Liên Phương, không có bỏ một ngày. Chí thành có cảm ứng, chí kính có cảm thông. Lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không nói chỗ này. Nếu mà mình tụng kinh, mình niệm Phật, lễ Phật mà tha thiết chí thành chí kính, hồi hướng cho cha mẹ mình đã quá vãng và hồi hướng cho cha mẹ mình đang còn sống. Khi có một cái lễ gì hoặc khi có sự việc gì cha mẹ bệnh đều có gì? Có hiền nhân, có thánh nhân, có quý nhân giúp đỡ. Hôm nay toàn bộ đây là quý nhân giúp đỡ cho nên mới có được cái buổi lễ này đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc, nên quan tâm cái chỗ này. Thường các vị tu sĩ
Một số quý Phật tử mà không có để cái tâm đến cha mẹ thì sau một thời công phu làm một điều phước không nhớ, không nhớ để hồi hướng, thì đây là một sự thiếu sót rất lớn. Riêng ông cụ thân phụ của thầy Nhuận Minh là chúng tôi 49 ngày không bỏ một bữa. Cụ có cái nhân duyên ở đây. Quý vị thấy sau cái thời tụng kinh, sau một cái buổi mình nghe pháp, sau một cái buổi để mà mình làm một điều thiện, mình thấy nó không có cái gì phải không? Không phải. Nó có một cái năng lượng từ trường của phước, mắt mình không thấy nhưng mà cái sức ảnh hưởng rất lớn. Ngày Mục Kiền Liên mà khi mẹ đọa vào trong địa ngục rồi mà Đức Phật dạy là nhờ chư tăng đã hồi hướng cho bà là thoát địa ngục liền. Giống như là đài VTV1, VTV3, cái sóng làng, sóng điển quý vị không thấy, mà TV nào tốt mở ra là bắt được cái đài đó liền. Sóng điển đâu có thấy đâu. Cũng vậy, cái năng lượng từ trường khi mình tụng kinh niệm Phật làm phước mình không thấy, nhưng mà nghĩ đến người đó, hồi hướng người đó là người đó nhận được cái từ trường, nhận được thông tin này. Chắc chắn là như vậy. Cho nên ông cụ thân phụ của Chánh Nhàn, ông có những cái đặc sắc mà chúng tôi không phải khoe khoang, mà chúng tôi nói để quý vị tin Pháp Môn Tịnh Độ. Khi bắt đầu ông về lại, từ ở trong kinh tế mới ông về lại, thì ông mua một đàn bò. Mà những con bò mà mua trong làng dân tộc nó ốm á, về cho chúng tôi đi chăn. Chúng tôi trực chung đồ, thầy Hưng đồ đi chăn. Mà mua mấy con bò đê nó ốm, rồi bắt đầu cho nó ăn cỏ, nó mọc lên rồi bán vô lộ mổ. Bởi vì không có biết cái việc khi mình nuôi súc sanh, mình bán vô lộ mổ, mình cũng cộng nghiệp sát sanh, không có biết. Lúc đó làm sao có tiền là được à? Mà làm sao có tiền, nhưng mà tiền đi đâu hết trơn à? Tạo cái nghiệp ác. Chúng tôi cũng có dắt một con bò vô trong cái lò mổ. Mình nghĩ nếu mà mình không siêu độ cho nó, lúc lâm chung là cái rắc rối xảy ra, nó tới nó đòi mạng mình á. Và Thượng Tịnh Không nói cái lúc bây giờ vận may, tức là phước báu của quý vị còn, nó chưa đòi đâu. Những cái vận xấu, và thường nói vận xấu tức là cái nghiệp báo xấu bắt đầu nó xuất hiện rồi, bắt đầu nó đến nó xử lý quý vị, quý vị mới thấy nó. Phải siêu độ cho nó siêu thoát. Sau đó rồi ông thấy cái con bò đen đó quý vị, chuẩn bị bán nó thôi, người ta mới vô đưa tiền thôi, chưa dắt nó đi mà sao tự nhiên nó biết, nó chảy nước mắt ra. Rồi nó dậm chân dậm cẳng đồ này nọ vậy đó, nó y như là nó thấy một cái gì đó bất an với nó. Rồi dắt vô lò mổ, nó chạy nó làm dữ lắm. Thì tối hôm đó đập đầu nó xong một cái là sao, đêm hôm đó ông cụ nằm mơ thấy con bò đen đó luôn. Nó lấy sừng nó dí, nó hút ông cụ bay. Ông cụ kể lại á, rồi ông bay lọt vô trong cái chùa, cái đứng ở bên ngoài nó hút, nó khịt, nó la dữ dằn luôn. Giết nó rồi cái hồn của nó, mình nói cái hồn với cái linh thức của nó bắt đầu theo báo án. Cho nên khi mà ông thấy cái cảnh tượng như vậy, ông về ông bán hết bò luôn, không nuôi nữa. Từ khi đó rồi bắt đầu là gia đình bắt đầu nó ổn một tí. Khi đó rồi cái bắt đầu bà cụ bà phát tâm đi xuất gia được, cái ông cụ cũng bị bệnh suy tỷ, chúng tôi đưa qua bên này. Chính bản thân chúng tôi đưa ông cụ đi truyền máu mười mấy lần rồi, ông bác sĩ Quốc ông nói ông cụ chắc không thể nào qua khỏi đâu, thầy Nhàn về chuẩn bị đi, chúng tôi qua mua miếng đất bên này sẵn luôn rồi, trước chưa có chương trình thiêu á là mua sẵn miếng đất bên này rồi. Sau khi đó rồi cái rồi bán được cái căn nhà bên kia xong rồi lấy tiền hết cúng dường trai tăng, nhớ là hòa thượng Pháp Minh Chiếu thỉnh lên đây một số chư tăng, cái thất là ngay chỗ này, một chiều 6m, một chiều 9m, làm cái lễ trai tăng ngoài cái mái rất đơn sơ, rất đơn giản, mà lúc đó chư tăng hồi hướng cho ông. Khi mà ông phát tâm ông cúng dường trai tăng là cúng dường hết luôn á, có bao nhiêu tiền là cúng dường hết. Chỉ để truyền máu một lần nữa, chúng tôi nói truyền máu một lần nữa là hết truyền, là ông cụ ra đi thôi chứ không phải truyền nhiều nữa. Mỗi lần truyền rất là vất vả, già rồi cái ven lấy rất là vất vả, mà khi thiếu máu rồi cái mí mắt bên trong nó trắng trợt, môi trắng trợt đi, không nổi, lạnh đi sụm lên sụm xuống. Thì cuối cùng cúng dường trai tăng xong rồi cái bắt đầu là ông lấy cái cuốn Lá Thơ Tịnh Độ của Hòa Thượng Thiện Tâm dịch, của Ấn Tổ. Ông coi trong đó ông thấy là nếu người nào bị bệnh nan y mà nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh, nếu thọ mạng còn thì hết bệnh. Mà nếu mà thọ mạng còn thì hết bệnh sống, mà thọ mạng hết thì Đức Phật đưa về Tây Phương Cực Lạc. Vì cái người mà bệnh nan y mà niệm Phật cầu vãng sanh thì hợp với bản nguyện của Phật. Trước khi Phật đưa về á, thì Phật phải lo cho thân tâm người đó thanh lương nhẹ nhàng, hết bệnh để Phật đưa về bên đó.
Ông hỏi như vậy có đúng không thầy nhà? Kêu tổ nói sao không đúng được, ông tin đi. Lúc đó bắt đầu ông tin niệm Phật. Và sau đó rồi Phật tử cứ có tiền gửi cho ông mang xuống phóng sanh, mua cá với phi nôm, ông mua phóng sanh rồi ông ăn chay, ông tập thể dục, đi bộ lội xuống lội lên tập thể dục. Rồi 10 ngày sau thấy không có, cũng không thấy chuyện. Rồi 20 ngày sau, 1 tháng, 2 tháng, rồi cuối cùng gì? Cho đến 9 năm, 73 tuổi, cho đến 82 tuổi là 9 năm, không có truyền máu nữa. Mà cái bệnh này bác sĩ nói 6 tháng là phải chết thôi, không có thể qua được nữa. Mà cuối cùng ông cụ lại sống được 9 năm là nhờ cái gì? Lắng nghe. Thứ nhất là buông xả, phát bồ đề tâm, cúng dường trai tăng. Thứ hai là chân thật niệm Phật. Thứ ba đó là ông có tiền, ông đem đi phóng sanh. Thứ tư đó là ông ăn chay. Những cái điều kiện này hội tụ tiêu nghiệp, chuyển nghiệp rất khoa học. Nhất là ăn chay, nó tái tạo lại những cái máu tốt của ông. Và ông phát tâm đi phóng sanh, đó là tâm từ, nó hóa giải những độc tố trong đó, nó tiêu bệnh. Thì cuối cùng gì? Ông hết bệnh. Và cái ngày ông ra đi là đúng cái ngày 19 là ông ra đi, cái ngày 18 hôm nay là cũng cái ngày còn sống. Thì như vậy là cái ngày 18 là chúng tôi là chuẩn bị xe đi xuống cái chùa Linh Sơn Pháp Ấn của thầy tâm niệm để mà giảng với đó. Thì hôm trước ông vẫn còn ăn một chén cháo. Ông hỏi, ủa thầy chừng nào đi Nha Trang giảng vậy? Kêu là ngày 19 đi. Thì ngày 18 cái hội trường ở ngoài đây mà lúc đó chỉ được 300-400 người thôi. Và cái chánh điện ở dưới nó còn rất là đơn sơ. Có cái cửa phía bên này, chúng tôi đưa ông cụ ra ngoài lúc 10 giờ, lúc đó là vừa giảng trưa xong, 10 giờ đưa ông cụ ra, 10 giờ trưa. Và đại chúng hộ niệm, chúng tôi cũng liên tục thi phiên hộ niệm, là cái phòng hộ niệm là cái phòng này. Hộ niệm liên tục cho đến 3 giờ 30 phút, chưa đến 4 giờ, thường 4 giờ là đạo tràng tan. Thì ông ra đi rất nhẹ nhàng, không qua đêm. Cái lúc mà cái nhiều ca hộ niệm trong đó, ông vô ông nói, sao mà mấy bà nằm chiêu mà lâu quá, tôi vài bữa tôi đi, không với mấy bà đâu, không qua đêm đâu. Ông nói vui vui vậy mà thiệt. Thì cái người mà mất mà người ta ra đi nhẹ nhàng, không qua đêm, không có nằm dây dưa nhiều ngày tháng là nguyên do gì? Lắng nghe. Thứ nhất là do họ hiện tại này kiên giết phóng sanh ăn chay, cho nên lúc ra đi thân của họ không đau bệnh, nhẹ nhàng, an vui. Thân của họ thanh lương mát mẻ. Và tinh thần của họ tỉnh táo sáng suốt. Đó là do hiện tại họ niệm Phật, lễ Phật. Quý vị tin điều này không? Ông cụ là biểu pháp. Hôm nay chúng tôi không nói quá, bởi vì là ông ra đi rất nhẹ nhàng. Tuy rằng lúc trước ông ăn mặn, ông nuôi bò, ông tạo nghiệp, nhưng mà cái khúc về sau á là chỉ cần 9 năm thôi, vậy mà hóa giải những cái nghiệp trước. Có những người lúc trước họ có tu, mà về sau lúc hậu vận, gần cuộc đời già, gần ra đi của họ, họ tạo ác nghiệp, cho nên thấy cái cảnh họ ra đi mới tàn khốc. Quý vị nhớ có ba chị em lên cúng dường trai tăng, ba chị em ở Sài Gòn, hầu như chủ nhật nào chúng tôi giảng phát trực tiếp, ba chị em ở Sài Gòn cũng có nghe. Con nói làm sao? Má con lúc trước làm gà, người Tàu mà, làm gà moi hết ruột ra, xong bắt đầu lấy cái chân bẻ ngược bỏ vô trong cái bụng đó khép lại. Hầu như cúng xuyên suốt 10 năm, mười mấy năm. Ba con là chuyên môn câu cá rồi đập đầu cá. Cho nên mẹ con bị bệnh gì? Ung thư tử cung. Và đau đớn mỗi lần người ta đưa thuốc vô, người ta đưa kéo vô, người ta cắt, bà ngất xỉu, bà đau đớn, bà la lên, bà ngất xỉu giống như là con gà mà bà giết như vậy. Cái đây là gọi là nghiệp báo. Và ba con đập đầu cá, câu cá, cho nên thành ra cái họng của ổng á lúc nào cũng có đàm mở ra cả chén. Và trong cái đầu ổng cứ đau, ổng cứ lấy đầu ổng đập vô trong vách tường, đập hoài vô bao nhiêu năm trời mà chết không được. Thì cái người mà sát sanh, không ăn chay, khuyến khích người ta sát sanh, người ta bán mình ăn, mình thấy ngon mình vui theo, thì cái quả báo lúc lâm chung mới thấy cái quả báo đó, tàn khốc, đau đớn, không thể chịu nổi. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn thông báo với quý vị, cái việc mà chúng ta sát sanh là một cái việc trực tiếp tiêu hao thọ mạng nhanh nhất. Vì sao vậy? Bởi vì cái mạng sống của chúng sanh nó cũng có Phật tánh, tương lai nó cũng sẽ thành Phật. Lúc chúng tôi qua Hồng Kông năm 2011, cái cô đó có mở cái đĩa, có một vị hòa thượng
nhìn gương mặt của hòa thượng quan hỷ mà như là ngài dược sư. Mặt ngài dược sư sao ngài như vậy? Mà ngài có nói lúc trước ngài cũng không có hảo tướng như vậy, mà nhờ ngài phóng sanh hôm nay hảo tướng, mà ra chợ có bao nhiêu mua hết, không có tiền cũng mua thiếu luôn, vậy mà ngày mai có tiền trả. Mỗi lần ra chợ là mua hết toàn bộ. Ngài nói câu gì lắng nghe nè: phóng sanh tức là phóng Phật, sát sanh là sát Phật. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tương lai nó sẽ thành Phật. Con gà, con chó, con dê, con ngựa, tương lai nó sẽ thành Phật. Nhưng hiện tại bây giờ cái nghiệp nó là xấu ác, nghiệp si mê quá sâu nặng, cho nên nó làm loài súc sanh. Tương lai nó sẽ thành Phật. Bây giờ cứu nó tức là cứu một vị Phật tương lai, giúp cho nó để mau thành Phật. Thả nó đi. Vừa rồi mấy thầy có một cái hồ bên cạnh khu chuyên tu, 5 tấn cá. Cô đó cô nói cô bán 30.000 một ký, còn quý thầy mua phóng sanh bán 25.000. Hỏi có bớt nữa không? Kêu không, bớt nhiêu đó đủ à? Không bớt nữa. Ngày mai thứ hai là mấy thầy mang xe xuống thả hết một hồ cá. Hôm nay chúng tôi nói cho quý vị biết là Ấn Tổ khuyến khích người đào ao thả cá. Vì khi mình phóng sanh như vậy, thọ mạng của mình sẽ kéo dài, lúc lâm chung không có bị đau đớn. Nhưng mà Ấn Tổ đề xướng nè, cái người mà phóng sanh á, không phải là họ ngày nào cũng làm được, không phải là họ có tiền làm liên tục. Nhưng mà nếu mà họ chỉ còn cần kiêng giết với ăn chay thôi, thì cái công đức này nó thù thắng hơn. Nếu mà họ ăn chay là họ sẽ kiêng giết, bởi vì bớt cho cái người sát sanh bán một khẩu phần cho họ. Cho nên thành ra ông cụ kéo dài thọ mạng. Chúng tôi thấy là ông cụ chuyên môn đi xuống Đức với Phi Nôm Đức Trọng mua cá để thả. Cho nên hôm nay ai muốn kéo dài thọ mạng thì phóng sanh, kiêng giết, ăn chay, đúng không? Và ai muốn liễu sanh thoát tử trong một đời này, niệm câu Phật hiệu cho tốt. Niệm làm sao đừng cho nó gián đoạn. Lấy hơi thở làm sao chuỗi. Chúng tôi đọc văn sao, Ấn Tổ nói cái người mà lấy hơi thở để niệm Phật rất dễ nhiếp tâm. Người tán tâm thì tu sổ tức quán, Đức Phật nói ngũ đình tâm quán, đúng không? Người tham lam thì phải quán bất tịnh, phải bố thí. Người sân hận là phải quán từ bi. Và người si mê phải quán nhân duyên. Người nhiều nghiệp chướng thì chỉ có niệm Phật. Người nhiều tâm tán loạn thì chỉ có sở tức. Mà lấy pháp môn sở tức, sở tức tức là theo dõi hơi thở và kèm vô câu Phật hiệu nữa, thì tâm không tán loạn, nghiệp chướng mau tiêu trừ, thì người này chắc chắn mau giảng sanh. Cái chỗ này là cái chỗ bí quyết. Nhưng hàng ngày chúng ta đâu có nhớ hơi thở đâu, đúng không? Hàng ngày không nhớ câu Phật hiệu, đúng không? Mà khi không nhớ câu Phật hiệu thì nhớ cảnh giới lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời. Mà trời thì sao? Không có thời gian niệm Phật tu, bây giờ họ hưởng phước cho nó quá sung sướng. Còn A-tu-la thì nóng nảy hai mặt trời cũng không có thể nào mà tu được. Còn súc sanh thì nó si mê, nó cũng không tu được. Ngạ quỷ thì thôi, thấy nước như máu, đói khát. Địa ngục thì thôi khỏi nói rồi, khổ biết bao nhiêu cơ mang nào mà kể. Chỉ có con người là cơ duyên để niệm Phật liễu sanh thoát tử tốt nhất trong sáu cảnh giới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la mới đến người, đến trời. Sáu cảnh giới này chỉ có con người là cơ may niệm Phật liễu sanh thoát tử tốt nhất, có điều kiện tốt nhất, thuận tiện nhất. Nhưng ngài nói rằng những người giàu có quá họ cũng lo kinh doanh làm ăn, cũng không niệm Phật được. Những người nghèo khổ quá họ chạy từng bữa ăn cũng không niệm Phật được. Chỉ có dốt dốt, ngu ngu, quê quê như Giác Nhàn được. Cái pháp môn niệm Phật này chỉ có hàng Đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thượng thượng căn, trung căn là các vị Tổ Mã Minh Long Tượng trong nhà thiền, ngài Triệt Ngộ, ngài Thiện Đạo ngoài hệ viễn. Và hạ hạ căn những người ngu ngu, quê quê, dốt dốt, họ tin câu Phật hiệu. Còn những người thế trí biện thông, học nhiều kinh điển nhưng không tin câu Phật hiệu, hạng này lúc ra đi rồi mới thấy quíu tay quíu chân. Học nhiều kinh điển là chỉ là cái đẩy đựng sách thôi, không hành trì, không tu pháp môn tịnh độ, mà còn hỷ bán pháp môn tịnh độ. Ô cái pháp môn nương vào tha lực hèn kém dành cho bà già con nít. Vậy là Quan Âm Thế Chí Văn Thù cũng bà già con nít luôn à? Không phải, nói vậy là đọa chết.
Bây giờ hỏi kỹ cái người đó từ cái lúc mới sanh nhập thai cho đến lúc chết có cái gì không nương vào người khác không? Ăn cũng phải nương người khác, người ta trồng lúa phải nương người khác nấu, phải nương người khác như là dọn lên cho mình ăn, rồi quần áo cũng phải có người khác để may. Ấn Tổ nói là không có cái gì không nương vào người khác. Cái ghế quý vị ngồi hồi nãy cũng mấy thầy sắp xếp. Cái sự tương sanh tương duyên, cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, trùng trùng duyên khởi của kinh Hoa Nghiêm, là không một mình mà tồn tại được. Như vậy tất cả mọi thứ đều phải gì? Nương nhau mà sống. Thế mà Phật lực không chịu nương, pháp lực không chịu nương, Bồ Tát lực không chịu nương, tự tánh công đức lực không chịu nương. Đúng là mất trí, điên cuồng, si dại đến thế. Trời, Ngài nói cái chỗ này chúng tôi đọc lông đầu lông hốc luôn. Sao mình si dại dữ vậy nè? Sao mình không chịu nương Phật? Nam Mô A Di Đà Phật là có Phật lực gia trì. Cái người niệm Phật là cái người ở trong tâm tưởng của Phật. Mà cái người mà niệm Phật mà ở trong tâm tưởng của Phật tức thì có Phật lực gia trì. Cái người niệm Bồ Tát Quan Âm là ở trong tâm tưởng của Bồ Tát Quan Âm. Mà muốn ở trong tâm tưởng đó thì phải niệm một lòng không loạn. Chỗ này nó hơi sâu một chút. Người nào vô cảnh giới này thấy chỗ này. Cho nên cái người niệm Phật họ chuyển thân thể không đau bệnh là chuyện bình thường. Là chuyện bình thường, không có cái gì là ngạc nhiên. Chỉ có những người họ không niệm Phật, họ không tin là chuyện bình thường. Cái người niệm Phật họ tin công đức Phật hiệu tiêu nghiệp, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Câu này nó hay. Nghiệp của quá khứ, giàu giết cha hại mẹ như vua A Xà Thế, nhưng mà cuối cùng gặp Phật, Phật quy y, ông ăn năn hối cải, ông không có làm ngũ nghịch thập ác nữa, phát Bồ Đề tâm, hộ trì Tam Bảo, niệm Phật quyết định vãng sanh. Thế mà ông vẫn vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Kinh. Cho nên pháp môn Tịnh Độ này là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu mà cứu những người cực ác trong địa ngục, những người mà sắp rớt trong địa ngục, những người mà gọi là ngũ nghịch thập ác cứu được. Với điều kiện họ phải tin chánh pháp, tin có Tây Phương Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà, tin có câu Phật hiệu giúp mình liễu sanh thoát tử, chắc chắn người này sẽ thành tựu. Tin không mà sao ngồi im ru à? Hôm nay chúng tôi nói điều này là cảm ơn Ấn Tổ, nát thân khó đền. Chúng tôi thường nói lấy da làm giấy, lấy máu làm mực, lấy tỉ làm nước, lấy xương làm viết, viết ra cái bản trường ca tán thán Ấn Tổ bây giờ cho đến tột cùng đời vị lai cũng không hết được cái ơn của Đại Thế Chí Bồ Tát này. Ngài nói từng chút trong cuộc sống của con người như thế nào gia đình đổ nát. Ngài nói thiệt là một vị Bồ Tát không lừa bịp chúng ta. Vị ân sư này nát thân khó đền. Tin vị ân sư này, hôm trước ngày Vu Lan chúng tôi nói thời nay tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Dĩ nhiên chúng tôi không nói tên ai. Cái này Hòa Thượng Tịnh Không hay nói nên chọn một vị minh sư. Minh là sáng, sư là thầy, thầy sáng đó là Tổ sư Ấn Quang. Hòa Thượng Tịnh Không đến Đài Trung học pháp với Ngài Lý Bỉnh Nam 5 năm sau rồi Ngài Lý Bỉnh Nam mới dám đưa cái bộ văn sao này. Sợ đưa liền không? Hòa Thượng Tịnh Không không tin. Và đưa rồi Hòa Thượng đọc nhưng mà vẫn gì? Vẫn không làm theo, để đó thôi. Ghê không? Mãi cho đến khi giảng Hoa Nghiêm bắt đầu mới vào cảnh giới Hoa Nghiêm, thấy Ngài Phổ Hiền thiện tài đồng tử đồng nguyện vãng sanh. Cho nên lúc đó Hòa Thượng mới vỡ lẽ ra, Hòa Thượng mới tin Tịnh Độ. Hòa Thượng nói các vị may mắn hơn tôi lắm, tôi không phải dễ gì mà tin Tịnh Độ, học Phật Pháp 30 năm chứ không phải đơn giản dễ tin Tịnh Độ. Bây giờ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà mắt phàm không thấy, chỉ tin qua nghe kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà nói thôi, cho mắt mình không thể thấy. Mà cái người mà không thấy kêu họ tin là không phải là dễ. Mà tin lời Phật trong kinh A Di Đà nói cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp. Nhưng mà một số các vị pháp sư nói đó là chỉ lý tánh, là tự tánh Di Đà di tâm Tịnh Độ chứ không có sự tướng. Đó là 10 muôn ức cõi có Tây Phương Cực Lạc có sự tướng bên đó, họ bác sự tướng mất. Thì Phật không có nói như vậy. Phật nói là sự lý viên dung, sự là có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện, lý là có tự tánh Di Đà di tâm Tịnh Độ, và lý tánh mình đồng với Phật. Nhưng mà do mình trái giác hợp trần cho mình tạo ra phiền não, bây giờ mình phải làm con người như vậy. 32 tướng tốt mất, 80 vẻ đẹp không còn, tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông mất hết, những cái dụng của thể tánh mình mất hết rồi, do phiền não nó che lấp.
Còn Phật thì gì? Đầy đủ tam minh tứ trí, ngũ nhãn lục thông, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài đủ. Tuy rằng lý mình đồng Phật nhưng mà sự tướng với dụng mình khác. Bây giờ mình phải theo Phật, mình tu theo Phật tức là gì? Mình tu cái tánh đức này để cho nó hiển lộ. Thì bây giờ mình phải tu đức. Tu đức tức là lấy câu Nam Mô Di Đà Phật thường xuyên niệm, lấy cái thần lực chú Đại Bi thường xuyên niệm. Một ngày tổ sư Ấn Quang ít nhất là 50 biến, nhiều nhất là 75 biến. Hôm bữa chúng tôi phát tâm làm 108 nhưng mà vô không nổi, 3-4 ngày sau là dội ra, quá mệt. Bởi vì mình 50 biến quen rồi, bây giờ nhảy lên 100 biến làm không nổi. Cho nên mình mới nghĩ lại, mình kêu đúng thiệt, tổ ông nói cái gì cũng là gì, là để cả căn cơ phàm phu chúng ta làm được, chứ đừng có quá. Quá là coi chừng có thất bại. Ngày là chỉ có 75 biến một ngày, còn thời gian để ngày lễ Phật niệm Phật thì chúng tôi hạ xuống 75 là nó vừa khích, vừa thời gian mà vừa sức khỏe. Mình mới thấy đúng thiệt, tổ sư Ấn Quang ngài nói cái gì đi nữa là để cho hàng phàm phu chúng ta hành. Hay thiệt là hay. Đọc vào trong văn sao rồi mình mới thấy rằng là từng chút dạy cho phàm phu. Chứ nếu mà ngài nói cái cảnh giới của ngài cho hàng phàm phu là chúng ta chịu chết. Cảnh giới của ngài là gì? Toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Cảnh giới ngài mà hiện đây là hiện cái thường tịch quan tịnh độ, chứ không phải là hiện đơn giản như ta bà đâu. Cái bộ văn sao này hay lắm, phải theo suốt đời không bỏ. Một bộ sách này đọc làm sao cái tư tưởng của ngài vào trong tư tưởng mình hòa như nước với sữa, hai là một. Làm bắt đầu từng chút như vậy thì có sự thành tựu. Ngài nói như sao? Cội thân để lập gốc, người đó phải hiếu thuận cha mẹ. Hôm nay còn cái mùa vu lan. Vì sao người ta lại không hiếu thuận cha mẹ? Vì cái lúc mà ở trong thai, người mẹ vẫn không thích đứa con, người mẹ vẫn nghĩ sằng bậy, người mẹ vẫn tạo ác nghiệp, cho nên oan oan tương báo, vào thai để báo oán. Nếu một người mẹ đó mà hiếu thuận cha mẹ thì người con trong đó cũng sẽ hiếu thuận lại mình. Nhưng mà người con của mình không hiếu thuận lại mình là do mình không hiếu thuận cha mẹ, đúng không? Nhân quả chắc chắn là như vậy. Cho nên cái lý ngài nói rất sâu, tha giáo quan trọng. Cái gốc để lập thân đó là phải, người đó là phải thực hành đạo hiếu. Vạn thiện dĩ hiếu vi bổn. Là sao? Trăm ngàn điều thiện lấy hiếu làm gốc. Nếu bỏ cái gốc hiếu này, làm trăm ngàn điều thiện, người này mất gốc như xây nhà trên cát, thế nào cũng phải sụp. Mà cái đạo hiếu nó nằm ở chỗ nào? Hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo. Cái gốc để lập thân là phải làm cho được hiếu thuận cha mẹ. Dầu cho cha mẹ mất, ngày nào cũng tụng kinh không bỏ hồi hướng, thì quý vị sẽ thấy chí thành cảm ứng, chí kính cảm thông. Cái cội gốc để lập thân là hiếu thuận cha mẹ, đánh đổ những ham muốn sằng bậy. Ham muốn sằng bậy là sao? Lúc nào cũng muốn lợi mình hại người, lúc nào trong tâm cũng khởi lên tà vậy. Người này muốn đánh đổ thì chỉ có niệm câu Phật hiệu thôi. Còn một trường hợp nữa là nhập vào cái chân như Phật tánh. Mà cái chân như Phật tánh nhập vào đây không phải là dễ. Mình bỏ quên vô lượng đời kiếp đến bây giờ mà kêu trở về với tánh thấy tánh nghe, thì cái chuyện này chúng ta bọn phàm phu không làm được. Ấn Tổ nói dầu cho làm được, giống như ngài Đức Sơn nghe viên sạn rất cái chốc ở trong bầu bụi tre, lên núi 30 năm sống với tánh nghe, nhưng đó chỉ là ngộ thôi, chưa có triệt chứng đâu. Thì gì? Một lần tái sanh, một lần mê, coi chừng luân hồi nữa. Ghê không? Phải gì? Phải như ngài triệt ngộ thiền sư. Khi triệt ngộ rồi thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu, niệm Phật hồi hướng vãng sanh, là tổ thứ 11 đúng không? Ngài Mộng Đông đúng không? Là triệt ngộ. Cho nên bọn phàm phu chúng ta lấy pháp môn niệm Phật, niệm để lâu ngày chày tháng, nó cũng triệt ngộ. Câu Phật hiệu cũng để gì? Để chúng ta triệt ngộ được. Mà trong cái câu Phật hiệu có hay nữa là trong cái lúc ngộ đó nó chứng luôn. Gọi là gì? Ngộ chứng song vận.
niệm câu Phật hiệu từ từ nó trở về với thể tánh thanh tịnh gọi là ngộ, và nó tiêu túc nghiệp gọi là chứng. Chỗ này người niệm Phật mới thấy tin ha, tin đi chỗ này. Tin rồi thì người này siêng niệm Phật lắm. Cho nên cái gọi cõi gốc lập thân là phải hiếu thuận cha mẹ, đánh đổ ham muốn sằng bậy. Và vậy nữa, cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Cái chỗ này ngài lập tới ngập lui hoài. Nếu bỏ cái gốc này thì cái người này không thể lập được sự nghiệp ở ngoài đời, và trong đạo này cũng không thể lập được sự nghiệp trong đạo luôn. Bởi vì cái người này không có hiếu thuận thì làm sao mà có thể có được cái âm đức để mà có thể là quản chúng và nhiếp chúng, và có thể thành tựu được một cái sự nghiệp trong đạo nghiệp của mình được. Và người này không hiếu thuận cha mẹ thì không thể nào thành tựu được cái sự nghiệp ngoài đời. Dẫu cho họ làm ăn thành tựu được nhà cửa giàu có đi nữa là cái phước thừa của đời trước, đó là phước hữu lậu, một ngày nào đó nó hết, mất gốc rồi mà. Cách vật tức là ngăn cách vật dục. Vật dục đó là gì? Đó là ngũ dục tài sắc danh thực thì. Vật dục đó là ái dục. Vật dục đó là dâm dục. Phải ngăn cách dầu cho vợ chồng. Bữa nay chúng tôi đọc vào trong lá thơ người nói phải ở phòng riêng, sanh đứa con ra phải ngủ chung với nó cho đến 12 tuổi. Người nữ phải ngủ với đứa bé nữ ở đó chăm sóc nó và gì, và ở bên cạnh nó cho đến lớn. Ngài nói cái cách giáo dục gia đình kỹ lắm, mình phá vỡ hết, mình không có làm, lớn lên rồi mình nói nó không có nghe. Cho nên cái cội gốc để lập thân này, nếu người nào giữ được cái cội gốc lập thân này là người ta giàu cho đi xuất gia hay ở ngoài đời cũng thành tựu được sự nghiệp và đạo nghiệp. Hiếu thuận cha mẹ, đánh đổ ham muốn sằng bậy trong tâm, khôi phục lễ nghĩa, cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Chúng tôi thuộc lòng là bởi vì ngài nói đi nói lại cái chỗ này, nói hoài cái chỗ này. Điều thứ hai, cội gốc để lập gia đình đó là vẫn tiếp tục là và hiếu thuận cha mẹ và giữ vẹn luân thường hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Và ngũ luân đó là gì? Cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ tớ trung thành. Ngũ luân nó còn là vua với lại quan, tức là quan thần đó, nên nó cũng liệt vào trong gì? Chủ nhân từ tớ trung thành. Vì vậy cho nên mình biết rằng là cái gốc để lập gia đình nằm chỗ này, và cái gốc để mà liễu sanh thoát tử trong thời này chỉ có pháp môn tịnh độ, đó là tín nguyện hành và phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, phát bồ đề tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái bộ văn sau tổng kết lại là ngài gì? Lập thân, lập gia đình. Cái gốc lập thân, cái gốc lập gia đình và cái gốc để liễu sanh thoát tử trong bộ văn sau nói cái chỗ này. Nếu ai đi từng cái trình tự này rồi sẽ có sự thành tựu, và trước tự mình hành rồi sau dạy người, công đức người này thiệt là lớn lao. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi nhân cái buổi giỗ thân phụ của Giác Nhàn. Giác Nhàn nói lên những cái điều trong cuộc đời của ông cụ một chút xíu, và cũng không dám nói nhiều. Nói nhiều đôi khi quý vị kêu chúng tôi khoe khoang. Thứ hai nữa, nói đến cái hạnh nguyện của Tổ Ấn Quang. Thực sự gia đình chúng tôi từ khi ông cụ bệnh là cũng có duyên với lại lá thư tịnh độ, có duyên với Ấn Tổ. Năm 2013 chúng tôi gặp đến cái cuốn Gia Ngôn Lục là chúng tôi quý kính bội phần rồi, nhưng mà không đọc kỹ vào trong văn sao thấy cái cuộc sống của ngài như thế nào. Và 990 cái lá thư mới bày ra hết cái cả cái cuộc đời của ngài. Có nhiều người đến thăm ngài, quý vị biết ngài nói sao? Thôi đến thăm tôi làm chi, còn thường mỗi người thì sao, buồn quá kêu bạn rồi đến thăm không, chùa Phật tử ít rồi kêu gọi đến thăm cho đông không, ngài không chịu, ngài kêu đừng có đến đây đông. Tôi nói cái gì cũng trong văn sao, đọc trong đó thấy mặt không bằng nghe tên. Nghe tên tức là nghe văn sao, đi tu như vậy đi có sự thành tựu. Ngài tránh duyên dữ lắm, những cái hạnh của ngài thiệt là hay. Tránh bao nhiêu? 30 năm ở trong đó, thiệt là an vui. Không một người gửi thư, không một người đến thăm, thiệt là an vui. Cho nên thành ra là Tam Tạng Kinh Điển ngài đọc hết trong đó rồi. Ngài kêu bây giờ quý vị mà đọc Tam Tạng Kinh Điển như tôi không có thời gian, không đủ tâm lực đọc đâu. Thôi quý vị cứ niệm Phật về tới Tây Phương Cực Lạc, muốn học di thức, muốn học cái gì Đức Phật A Di Đà cũng dạy cho quý vị cho đó hết, khỏe. Ờ. Dạ vâng. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến Tổ sư Ấn Quang răng nhắc
cái nhân của con người phá thai. Hôm bữa giờ chúng tôi làm cái đoạn phim video clip mà nãy giờ quý vị coi, thầy Nhung Minh đọc với thầy Nhật Tánh làm, chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Cái quả bây giờ đã hình thành, thế giới lắc đầu chịu không nổi. Nhưng mà bây giờ mình phải làm từ cái nhân như thế nào để có thể kịp thời ngăn chặn bớt cái việc phá thai. Hôm bữa có một cô lên thăm Giác Nhàn, mới chủ nhật tuần trước, cô ngồi cô khóc, cô lắc đầu, hỏi sao cô khóc dữ vậy, có gì cô nói đi. Cô xúc động, cô không có nói được. Cô nói thầy biết không, con lượm mấy cái thai ở trong cái thùng rác á, chó nó tha đó, con gom lại xong con bỏ vô trong cái thùng bằng gỗ con đóng á, con đem đi con chôn. Con cứ nhớ đến cái đó, con sẽ thấy con thương mấy đứa nhỏ quá. Không biết những bà mẹ giết mấy đứa nhỏ vô tội vậy có thương nó không ta? Thì Giác Nhàn mới nói rằng là gì? Không thương mới giết chứ thương giết chi? Đúng không? Ấn Tổ nói, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục in 10.000 bộ, mấy cụ mấy cô mang về cho con cái đọc. Phải hiểu từ cái nhân này. Bây giờ mình nói họ nghe họ sợ như vậy, nhưng mà riêng phàm phu chúng ta khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, giỏi lắm một tuần là gì, cái lời nói của chúng tôi nó tan biến hết, không còn cái gì hết trơn. Nó ngộ cái nghiệp của con người mình. Có cái cô đó mắc cười muốn chết luôn, kẻ đừng cười nha, chưa kể mà cười rồi. Trời ơi, con mang cái đứa nhỏ trong bụng này, đêm nó đập rầm 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 nó đập. Con nói tôi, mẹ đâu có giết con đâu mà sao mà con làm dữ vậy con, đừng có đạp để mẹ ngủ đi. Cứ ban đêm nó đạp nó không cho ngủ, mà ban ngày thì gì, nó im ru à, mà ngày đi làm sao ngủ. Trời ơi, trong đó nó hành hạ quá. Con nói là một đứa thôi chứ không có đứa thứ hai. 5 năm sau quay lại quất 5 đứa luôn. Làm sao vậy? Qua cái đau rồi, qua cái đau rồi nó quên cái khổ à, đúng không? Con người mình bị khổ sướng nó đánh lừa. Hết khổ rồi đến sướng, mà cái sướng vui đó trong một khắc lát rồi nó cái gì, nó cứ đánh lừa mình miết ở trong cái cõi này. 5 đứa, trời ơi, lý do gì vậy? Chưa thấy cái khổ và sanh ra để nó nheo nhúc không lo được. Có con cô tiếp tại lại nữa, kêu thầy nghe nói chủ nhật tới đây thầy cúng ba thầy, phải thầy cúng cho các thai nhi không? Kêu có. Hỏi con cúng được không? Kêu được chứ, nhiều lắm. Hỏi nhiều là bao nhiêu? Không nhớ nữa, nhiều lắm, hình như gần 30 đứa. Có nhiều dữ vậy? Hôm bữa nghe cô kia 20 là coi như là phá kỷ lục rồi, bây giờ bà 30 dữ bà. Con đâu có biết đâu, con tưởng là cục máu thôi, nó đâu có linh thức trong đó đâu, mà con thấy có vấn đề. Nãy thầy Nhật Tánh nói mẹ con bỏ người tự hư, người lúc trước chưa biết tu, trời ơi nó nhập vô bẫy nhảy như ngựa, khổ biết bao nhiêu mà kể. Giờ lắng nghe cái chỗ này, hôm nay là chúng tôi nói về cái việc này thời gian khá nhiều một chút, những cái thai nhi đó, những cái oan hồn đó, khi mà mình giết họ rồi, một đời, 5 đời, 10 đời, 10.000 đời họ cũng phải theo để mà báo án. Giống như là gì? Ông Triệu Thố bị ngài Ngộ Đạt Quốc Sư giết ở chợ Đông Ba mấy đời? 10 đời. Rồi bị cái một ghẻ mặt người, đúng không ạ? Cuối cùng cặp ngài Ca Na Ca tôn giả cứu chung thôi là tiêu rồi. Rồi cuối cùng ngài mới viết ra cái cuốn Từ Bi Thị Sám, chỉ có lạy sám hối để siêu thoát cho các vị hương linh oan gia trái chủ hay nhất. Mà riêng Ấn Tổ nói mình siêu thoát bằng cách nào? Trì thần chú Đại Bi để bảo hộ thân tâm của mình, và nhờ thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đưa họ về cõi lành. Hằng ngày niệm câu Phật hiệu cho thường xuyên và lạy Phật cho tốt để hồi hướng. Bà Đinh Gia Lệ, bà phỏng vấn với Hòa Thượng, lắng nghe nè. Bà nói bạch Hòa Thượng, con có 4 đứa.
con gửi nó vô chùa rồi, như vậy rồi nó có ở trong chùa không? Hòa thượng nói nó đang theo cô á. Bà giật mình mà kêu, thiệt hả? Hòa thượng nói tôi không nói sai cô, không lừa cô, là bởi vì cô chưa siêu thoát nó được. Hỏi bây giờ con phải làm sao? Kêu cô phải chân thật sám hối niệm Phật, nhờ cái âm đức niệm Phật này siêu thoát cho nó. Cô kêu con tin, cảm ơn Hòa thượng. Chút nữa thầy Nhật Minh đọc quý vị nghe. Giờ lấy số liệu thống kê cho nghe chút xíu nha. Nghe đừng có giật mình nha. Thứ hai nữa là những người mà trong này bị vướng phải, chút nữa chúng tôi nói để quý vị đừng ám ảnh. Có những người họ ám ảnh, họ chịu không nổi. Y như trong này nói nè, họ ám ảnh đến cái mức độ nào quý vị biết không? Ăn không được, ngủ không được và bệnh tâm thần luôn. Hôm nay chúng tôi không muốn hội chúng mình ở đây và trên toàn thế giới đang nghe trực tiếp mà vướng phải cái chuyện phá thai mà bị ám ảnh. Nhưng nếu mà không ám ảnh và không có nghĩ rằng là mình giúp cho họ và mình nghĩ họ là bình thường không có gì thì cũng không được. Có đó, có vấn đề đó. Nếu sanh ra mà nuôi thì nó có khổ cực một chút, nhưng mà nó không có rắc rối về sau như là bỏ. Lắng nghe. Nước của mình là bao nhiêu triệu? Bao nhiêu triệu dân? 90 triệu đúng không? 90 triệu dân. Nước Trung Quốc 1 tỷ tư dân. Mình chưa được cái lẻ họ. Nước Nga 1 tỷ tư bằng với nước Trung Quốc. Có cái lẻ sâu trong không thôi không đọc. Việt Nam là 97 triệu dân. Mỹ 329 triệu. Ukraine là 43 triệu. Như vậy Việt Nam của mình cái dân số chưa bằng 1/3 của Mỹ. Thế mà Mỹ đứng hàng thứ tư phá thai, mình được xếp hàng thứ ba. Thứ nhất Trung Quốc, thứ hai Nga, thứ ba Việt Nam. Quý vị cho chàng pháo tay đi. Thôi Việt Nam đứng thứ ba. Đáng lẽ Mỹ 340.000, dân của họ nhiều như vậy, họ phải xếp hàng thứ hai mới đúng, đúng không? Thứ hàng thứ ba mới đúng, đúng không ạ? Bởi vì dân họ nhiều thì họ tính có số lượng thai nhi chết nhiều hơn mình chứ sao, là nước mình là có 97 triệu mà lại số lượng thai nhi nhiều hơn. Lý do chỗ nào? Lắng nghe nè. Chúng tôi ở bên Mỹ 2 năm, chúng tôi biết cái người dân họ thương đứa trẻ nít, cực kỳ thương. Khi sanh ra là người mẹ miễn phí hoàn toàn, trong bệnh viện họ lo một người phụ nữ. Chúng tôi nói chết là bên, sống là sanh bên Mỹ sướng nhất, mà chết là Việt Nam sướng nhất. Vì sao vậy? Khi sanh ra bên Mỹ là coi như là như thượng đế, sung sướng, họ lo sửa tả giặt, coi như là ở trong cái chỗ mà sanh là thôi, sạch sẽ tiệt trùng, tuyệt vời. Sanh bên đó là thôi, sung sướng. Nhưng mà chết thì gì? Không được để lâu, mang vô nhà xác ướp lạnh liền ạ. Cho nên ai biết là sanh bên Mỹ về Việt Nam chết là tốt nhất. Trời ơi, thương con nít mình thấy khủng khiếp luôn. Một người đó nếu có đứa con mà không có người chăm sóc, để nó chạy ra ngoài đường, hàng xóm gọi police là công an tới, mang đứa nhỏ đi mất luôn, kêu là cha mẹ không nuôi được, để nó nuôi. Rồi bắt đầu nó sẽ phạt cho phải biết. Còn mình có cái gì đâu mà 5, 7 tuổi, 9, 10 tuổi cho nó cõi trần, nó chuồng, nó chạy cung đường hết trơn. Họ lo lắng một đứa nhỏ, họ nói đây là nhân tài của đất nước. Vì vậy cho nên họ 340 triệu mà họ phá thai hàng thứ tư, còn mình có 97 triệu mà phá hàng thứ ba. Thì kinh khủng không? Một ngày từ 80 đến 120 ca tại nước Việt Nam. Một năm như vậy là đến hơn 300. Bữa nay nó thực ra chắc là chưa nói những cái chỗ mà họ làm không đăng ký hoặc là chưa thông báo chính thức, thì chúng tôi nghĩ chắc cũng 500.000 năm. Kinh khủng luôn, không thể tưởng tượng được. Cho nên thành ra lắng nghe nè, cái nhà đó, đất nước đó, xã hội đó có yên hay không hãy nhìn vô lò mổ. Nếu lò mổ súc sanh có kêu than, có rên xiết, có chết nhiều, thì đất nước này, xã hội này, căn nhà này bị lộn xộn vì chúng sanh này có sự đòi nợ báo oán. Đó là nói súc sanh nghe.
Nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát, thập phương hà xứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiền, thế giới hà sầu bất thái bình, thế giới nào chẳng được thái bình. Tất cả chúng sanh không có nghiệp sát, nghiệp sát trong lò mổ, nghiệp sát ở nơi bệnh viện, nghiệp sát ở những cái nơi phá thai, thì mười phương thế giới nào có đao binh. Gia gia là nhà nhà người người cùng tu thiện, biết là sát sanh giết con mình, tà dâm, trộm cắp, nói láo, uống rượu là ác, không làm là thiện, thì thế giới nào chẳng được thái bình. Cái gốc là chỗ này, năm giới mười thiện làm cho bằng được, gia đình này bình yên lắm quý vị ạ. Lắng nghe. Hậu quả của người mẹ phá thai. Nạo phá thai để lại rất nhiều hậu quả về sức khỏe và tâm lý như vô sinh. Biết vô sinh không? Vô sinh không phải là giảng sanh được vô sinh không phải là coi như là liễu sắc thanh tử không? Vô sinh tức là không sinh nở được nữa, mất cái phước để sanh rồi. Hôm bữa có một cô vô, cô nói thưa thầy, con bỏ 5 cái thai, cho đến bây giờ con muốn sanh con thì con muốn sanh 4 cái thai sau, cứ có tim thai rồi hư 4 cái luôn là sao? Giác Nhàn nói cô hết phước sanh vô, cô bỏ 5 cái rồi, hết phước sanh rồi, với hai nữa là nó có vấn đề nữa nè. Hôm nay không phải là nói cho mấy bà già không, mà nói cho tuổi trẻ, mà không phải mấy bà cụ mà 50 năm mấy tuổi rồi không sanh nữa là mình chỉ nghe vậy không thôi đâu, ngang về nói con cái ngang, về nói cháu chắc ngang. Cái lứa tuổi mà trong này họ nói phá thai nhiều nhất là từ 15 tuổi đến 19 tuổi, sinh viên. Ghê không? Rồi từ 19 đến 49 tuổi. Lắng nghe nè. Bây giờ mình nghe như vậy rồi, bắt đầu chiều nay mình cúng, mình bị thương các vị con của mình. Dầu cho mình không có đứa nào, bây giờ họ về đây quá trời đông mình cũng hồi hướng. Lúc quý thầy cúng mình làm sao? Ngồi niệm Phật. Bây giờ quý thầy cúng mình cũng không biết cúng theo, mình đâu biết kiểu nào đâu. Giác Nhàn cũng không biết, ngồi ngơ đũa không biết ở nào cúng đâu. Thì mình làm sao? Ấn Tổ nói niệm Phật xe xẻ. Nếu mình niệm Phật mình la lớn rồi, mình la không lại, cái lo nó lớn quá rồi, mình la chập mình khang cổ à. Bây giờ mình niệm thầm xe xẻ. Thầy đó cúng gì đó nó phù thì ông có cúng không, nói vậy ông nói mình cái gì? Rồi cái gì sẽ nghe thử giả bác con đứng thị tại thiên dân, cũng học lớn vài câu thôi chứ không biết cúng rồi sao. Mình nghe quá trời luôn mà cuối cùng gì, trong tâm trong miệng mình câu Phật hiệu không ngớt. Nếu niệm trong tâm là nó đánh tan liền, niệm không được. Niệm lớn tiếng cũng niệm không nổi. Ấn Tổ nói là niệm xe xẻ. Biết niệm xe xẻ không? Không phải là niệm đi theo con chim xe xẻ nha. Niệm đi theo con chim xe xẻ là chết. Mà niệm xe xẻ tức là miệng niệm ta vừa đủ nghe, người khác không nghe, mà không ai đánh tan được cái câu Phật hiệu này. Hít vô. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Một hơi, ba câu. Rồi một hơi từ 4 đến 6, một hơi từ 7 đến 10. Niệm nhớ số cho chắc, họ cúng gì họ cúng. Mà chiều nay có niệm Phật nửa tiếng nữa, có tụng kinh Di Đà. Nếu không chỉ cái cách này cứ ngồi nghe người ta cúng riết rồi bắt đầu gì, không biết cái gì ngồi đổ cái đầu nó tơ đơ đơ đơ, nó tê tê trong đó. Cái não chịu không nổi, theo họ không được, trở lại câu Phật hiệu. Nhớ nha, chiều nay cũng ngồi cúng. Ấn Tổ nói dọn một cái đàn cúng thí thiệt lớn mà trong đó không có câu Phật hiệu là không siêu độ vong linh được. Họ chỉ ăn no thôi, không siêu thoát. Chiều nay siêu thoát cho họ là quý vị à. Cho nên nhiều lúc mình ở nhà mình làm nó không đủ lực, không đủ sức mà không biết cách làm. Lên chùa người ta chỉ cho mình làm. Không? Bữa nay người về không có đồng bạc nào cúng hết trơn. Mình nghèo quá, mình không có tiền. Do mình không biết cúng dường bố thí cho nên nó keo quá, cho nên thành ra nó nghèo sơ, nghèo sát, mà nghèo mạt, nghèo tàn, mà nghèo ho ra cho luôn á. Nghèo quá rồi, giờ không có đồng bạc nào cúng hết, giờ làm gì? Nam mô A Di Đà Phật, cúng dường thập phương tam thế chư Phật, cúng dường cho con cái của mình còn sống, cúng dường luôn cho gì? Cho các vị anh hài hương linh thai nhi luôn. Một câu Phật hiệu vô lượng công đức, tha hồ mà cúng luôn. Không, sự thật là vậy. Không biết quý vị có tin không, chúng tôi tin điều này lắm. Cái này sáng mới có 2 giờ chúng tôi
coi lại trong cái video hồi sáng quý vị coi á. Tuy nhiên mình giật mình, kêu sao mà tội mấy đứa nhỏ dữ vậy ta, mà không những tội cho mấy đứa nhỏ mà tội cho cái người mẹ nữa. Lắng nghe nè, hậu quả phá thai để lại rất nhiều hậu quả về sức khỏe tâm lý như vô sinh, nhiễm trùng, trầm cảm, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Tử vong tức là người nữ có thể chết. Nếu nữ giới không có ý thức được những tác hại của việc phá thai thì nguy hại vô cùng. Rối loạn tâm lý, nạo phá thai ảnh hưởng đến tâm lý. Việc nạo phá thai không chỉ gây ảnh hưởng đến nghiêm trọng về sức khỏe sinh sản, mà còn lại là những sang chấn tâm lý rất khôn lường. Đối với nhiều phụ nữ, việc phá thai là một điều không mong muốn, là chấm dứt mạng sống của một cơ thể nhỏ bé, nên họ cảm thấy buồn bã, tội lỗi. Khoảng 5-30% phụ nữ sau khi nạo phá thai có biểu hiện trầm cảm, khí sắc trầm buồn, cảm xúc hối tiếc, chán nản, đôi lúc có hoang tưởng, tự buộc tội. Những triệu chứng trầm cảm sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu việc nạo phá thai không phải do ý muốn của người mẹ. Điều này làm tăng nguy cơ tự sát ở những người phụ nữ sau khi phá thai. Chúng tôi thấy có một cái điều quả báo sâu thẳm lắng nghe nè. Nguyên lý mạng đền mạng. Khi mình giết họ, họ bằng mọi cách phải giết lại mình. Để gì? Báo thù. Đúng không? Nguyên tắc nó là như vậy. Đến nỗi ngài Lý Bỉnh Nam nói, ăn một miếng thịt rồi cũng phải trả, ăn miếng trả miếng. Nhưng mà người nào giỏi á, có phước báo thì ăn miếng trả miếng, chứ ăn một lạng phải trả một con. Nghiệp báo nó có cái tích lũy, về thiện báo nó cũng có tích lũy, tỷ lệ tăng. Quả báo ác cũng có tỷ lệ tăng như thế. Quý vị thấy ngài Ngộ Đạt, ngài đau khổ đến mức độ mà ngài viết ra cái cuốn Từ Bi Tỷ Sám để sám hối, là ngài sợ lắm rồi. Cái đó là chỉ một người thôi, còn cái cô kia 30 người nữa thì thôi rồi. Thì bây giờ phải làm sao? Khi mà bị vô cái tình cảnh này, bây giờ phải làm sao quý vị? Rất nan giải. Hòa Thượng Tịnh Không nói, họ chưa đến tìm quý vị, họ chưa đến tìm kiếm quý vị, là cái vận may quý vị còn, phước báu quý vị còn. Cho nên cái từ trường phước báu đó đang bảo bọc quý vị, họ chưa làm được cái gì hết. Họ đợi cái lúc mà quý vị sa cơ thất thế, phước báu bắt đầu cạn mỏng, quý vị đang hưởng phước, quý vị tạo nghiệp ác rồi, bắt đầu là gì? Họ ùa vô. Con cô bên Canada cũng về. Cái năm đó chúng tôi thỉnh thầy Chí Thoát lên đây tụng kinh Vô Lượng Thọ. Cô nói con có hai đứa con ở bên Việt Nam, phá một đứa qua Canada, gặp cái ông người Canada, con ở chung với ổng. Không hiểu sao gia đình con tan nát hết trơn. Con quýnh hai đứa nhỏ, quýnh đã rồi bắt đầu cái lúc mà đánh nó ghét như căm thù luôn á, ghét giống như là mình giết nó được. Mà khi đánh xong rồi một cái thương nó khóc, ôm nó khóc, cứ vậy hoài giống như người khùng. Khi con nghe thầy giảng xong rồi một cái con về, con phát tâm phóng sanh ở chùa Tiên Châu ở dưới Vĩnh Long. Rồi con lên đây con cúng dường trai tăng, con làm phước báu, con niệm Phật, nhất là con sám hối. Con nghe thầy nữa cứ là lúc trước là niệm A Di Đà Phật, con lại con sám hối tha thiết. Bây giờ gì? Nó bớt cái tâm trạng đó. Rồi hai đứa con bây giờ nó ngoan lên, gia đình con thuận thảo. Con về đây con cảm ơn thầy. Sao nhân cái tiện mà thấy thầy Chí Thoát ông tụng kinh ở đây, con hoan hỷ quá chừng luôn. Gặp cổ ngay cốc cổ lọc 7-8 năm về trước. Nói hôm nay không phải là chúng tôi hù dọa hoặc làm cho quý vị để mà rối loạn về tâm lý, mà chúng tôi nói để quý vị có phương pháp hóa giải. Mà phương pháp hóa giải cho những người con của mình khi hài nhi đó mất là lạy sám hối là đệ nhất. Một ngày làm sao được 100 lạy? 100 lạy thực sự sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng thôi, không có nhiều. Tụng được 21 biến đại bi. Nhưng nếu người nào theo Ấn Tổ 50 biến thì càng tốt, tối đa là 75 biến đi. Thời gian 24 tiếng đồng hồ đâu, mình tu đâu có bao nhiêu đâu. Còn sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng giải quyết được vấn đề. Nếu người nào họ tu thêm thì càng tốt.
chỉ có cái công đức tu để hóa giải, còn cái việc cúng dường cho họ thọ hưởng, có người cái tâm họ hoan hỷ, cái định lực của cái thầy cúng nó sâu á, họ hưởng được tháng, hai tháng, năm, hai năm rồi cũng phải đối lại. Còn câu Phật hiệu mà họ được thọ dụng rồi á, siêu thoát. Cái chỗ này ông Tổ nói, nếu cúng mà không có câu Phật hiệu hồi hướng cho họ thì cái này chưa đạt được tiêu chuẩn. Chứ sao? Như vậy hôm nay đồng nhân của chúng ta đến đây cộng tu để hồi hướng cho họ, không những hồi hướng cho những người con của mình mà mình hồi hướng cho tất cả chư vị ở trong này. Họ đang để gì? Đợi cái tâm từ tâm tình người mẹ nghĩ đến. Hôm bữa chúng tôi có giới thiệu cái cô phá 15 cái thai bên Trúc Phước về đây, bữa nay vẫn còn không? Cô nói là con xuống chùa Di Lặc con cúng ở dưới đó, mấy thầy cúng ở trên đó tam thời hệ niệm xong nói là cái cô này có nhẹ bóng vía lắm á, có những người nào mà đủ duyên á, đứa con nó vào để mà nó nói chuyện. Đúng thiệt, vừa hai ngày sau cái là bắt đầu vào nói y chang, mày bỏ con trong thùng rác chó thang sao, nói y chang hết trơn. Trời ơi, nó kêu đáng lẽ là 15 đứa này phải giết mẹ cho tan xương nát thịt như con, nhưng mà nhờ mẹ đi làm phước, mẹ có làm phước, mẹ có tu hành, mẹ nghĩ đến tụi con cho nên thành ra con tha nha. Nó còn hăm dọa bên đây chứ. Cái người mà họ mất mà thọ mạng họ hết á, ví dụ họ đau bệnh đi, thọ mạng họ hết á, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Mà khi mất mà họ muốn, không muốn mất mà để mà họ bị mất là bị người ta giết á, thì cái tâm thức họ nó linh. Nó linh tức là cái tâm thức họ nó oán hận rất là, cái tần số họ rất là mạnh. Nếu mà tâm mình không vững, đụng một cái là mình gặp nạn liền tức khắc với họ. Thì bây giờ phải làm sao? Và Thượng Tịnh Không nói chỉ có niệm Phật thường xuyên nghĩ đến họ. Hôm nay chúng tôi nói ra điều này, bây giờ nói cái quả, tức là một năm 300.000 thai nhi, nói kiểu gì đi nữa rồi họ vẫn gì, tay này lọt qua tay kia, nghe xong rùng mình sợ, nhưng mà cái nghiệp báo nó chụp vô một cái là gì, tiếp tục họ phải bị vô thế. Vô thế là sao? Chưa đám cưới hoặc là sinh viên, bây giờ đâu có muốn có con, là phải bỏ. Đủ kiểu hết trơn rồi, có cái tình trạng này nữa chứ. Bốn đứa con trai rồi, bây giờ thêm một đứa con gái nữa, mình muốn con gái, bây giờ nó ra đứa con trai nữa, cho mày lên đường à. Hoặc là bốn đứa con gái rồi, còn đứa con trai phải không? Bây giờ thêm đứa con gái nữa, cho mày lên đường. Lên đường đi bộ đội à. Thì cái tình trạng này có cũng khá nhiều. Có cô Phật tử, chúng tôi đáng tán thán cô này, sanh ra bốn đứa rồi, ông chồng muốn nói nếu đợt này con gái nữa là bà làm gì bà làm đi, tôi không biết nữa đó. Thì cuối cùng sanh ra là con gái nữa, mà thời đó hình như siêu âm cũng chưa có thiện xảo hay chưa có biết sớm đó, cho nên thành ra bà quyết định bà đẻ đến khi con gái nữa. Rồi bắt đầu ông lên nhà thương, ông nhìn mặt nó xong rồi ông quay qua ông đi về, ông không nói một câu gì luôn. Bốn đứa con gái rồi, bây giờ gia đình ông là trai trưởng, không có con trai để mà nói giỏi trong đường á, ông bỏ luôn, bà nằm bà làm gì bà làm, không ăn cơm luôn. Trời, bà buồn quá, bà kêu con ai cũng con, tôi với ông chung chứ phải mình tôi có đâu mà ông làm dữ vậy ông, mà nói trong bụng. Bà về bà chuẩn bị chai thuốc sâu, là bà xuất viện á, về là bà uống thuốc sâu để bà chết đó. Cái cuối cùng gì, ông nhìn ông thấy chai thuốc sâu hỏi làm gì vậy, bà kêu làm gì kệ tôi, là ông biết rồi. Cái bắt đầu ông gì, ông mới ân hận, ông tới ông xin lỗi bà, rồi cái bắt đầu gì, bà, ông đặt cái đứa nhỏ thứ tư là tinh cưng, lúc đó ông mới quay lại ông thương. Bà bây giờ hù dọa, không phải hù dọa mà bà làm thiệt, bà lấy chai thuốc sâu bà uống bà chết thiệt. Nó kêu con hai người cho phải mình tôi đâu mà ông làm dữ vậy. Bây giờ lắng nghe, cái người ở trong cõi này có thân là tạo nghiệp, người ở cõi cực lạc có thân là người ta không tạo nghiệp mà có phước báu. Họ sanh bằng cái gì? Nguyện lực của Phật A Di Đà là hóa sanh trong hoa sen. Còn mình là gì? Còn mình là tái sanh hoặc là đầu thai vào trong bụng mẹ, chuyển thân vào trong bụng mẹ. Hai cái thai này khác hẳn vô cùng. Một cái thai là họ tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên,
họ niệm Phật, cho nên họ vào trong cái liên thai. Đức Phật A Di Đà dùng thần lực nhiếp họ, họ về trên đó. Họ sanh ra là được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân y hệt như Đức Phật A Di Đà. Và cái thân này là gọi là Tử Ma Chân Kim, và sống đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không có chết nữa. Cho nên về trên đó là chỉ một đời là thành Phật thôi, giống như Nhất Sanh Bổ Xứ vậy đó. Ví dụ Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ là về bên đó là một đời thành Phật thôi, không có chết, đi sống lại giống như chúng ta. Còn ở trong này thì sao? Vô trong cái bào thai, họ thích thì họ để, không thích là gì? Xử liền. Nhưng mà nhìn kỹ lại á, hôm nay mà có các thai nhi hãy lắng nghe chỗ này. Thọ mạng của mình ngắn, cho nên mình vào cha mẹ mình ngay cái thời điểm đó họ không muốn, mà mình lại xuất hiện, cho nên thọ mạng mình ngắn mình mới vào thời điểm đó. Thọ mạng, do thọ mạng của mình ngắn không được làm người, chỉ được nằm trong bào thai, cho nên mình trách mình, đừng trách cha mẹ nữa. Nhưng mà ít có thai nhi nào bằng lòng chuyện này lắm. Họ đâu có biết rằng là có thể là họ có thể là chỉ sống trong thời gian 5-7 tuần đâu, hoặc một vài tháng đâu, họ không nghĩ như vậy. Chứ giờ mình nói họ là họ biết như vậy, chứ mà họ vẫn chấp nhận. Nhưng mà chính thực ra cái thọ mạng họ nhiêu đó à. Nên có cái cô đó, cô nói là cô muốn lớn lên nữa là cô không có chồng, cha con cứ ép có chồng, con vì cha, con thương cha quá, con phải có chồng. Nhưng mà con nguyện trong lòng là khi mà có chồng là cha con chết là con phải đi tìm một cái chỗ nào đó con an dưỡng, con tu hành. Cho nên con sanh một đứa thôi, còn đứa nào mà thứ hai ra là con diệt hết. Rồi, con đặt đứa đầu tiên là bé ăn, là nó có ăn đứt với con, đứa thứ hai con diệt, đứa thứ ba con diệt, đứa thứ tư con diệt. Cuối cùng gì, không dám ra nữa. Lúc trước con đâu có biết đâu, giờ sư phụ nói con mới biết, con định đi Canada mà cuối cùng con phải ở lại con cúng cho nó. Ghê không? Chúng sanh tạo nghiệp, không thấy đó là nghiệp ác, cho nên tạo hoài, nghiệp ngập trời mây. Nếu không gian, nếu trong kho, hư không này mà có chỗ chứa, thì nghiệp chúng sanh từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ không có chỗ chứa, nó có hình tướng. Nếu mà nghiệp mà có hình tướng thì không gian này cũng không thể nào chứa nó nổi. Ghê chưa? Bồ Tát sợ nhân ác và làm nhân thiện, làm quả thiện, làm điều thiện mà không nghĩ thiện, cho nên điều thiện nó cao vời, cho nên điều thiện nó cao lớn ngập trời, không thể nào đếm kể xiết. Ấn Tổ nói không phải không biết mà không có tội à. Không phải không biết mà không có tội. Bây giờ sám hối bằng cách nào? Phải thực sự là chân thành thì nó có cảm ứng. Chí kính có cảm thông, lễ Phật chân thành chí kính. Nhưng mà nhớ chỗ này, có nhiều người họ bị ám ảnh với trong này, nó bị tâm thần luôn. Không nên như vậy. Lỡ rồi như giấc mộng cho nó trôi qua, nhưng biết nó là món oán thù với mình, bây giờ mình phải gì? Lo hồi hướng làm phước. Thường cha mẹ sanh con cái, đứa nào ra rồi lo dữ lắm, còn đứa mà mình bỏ rồi không đối hoài đến nó, đúng không? Cái cô mà ở bên Trung Quốc về đó, chúng tôi nói cô có 17 đứa con, hai đứa cô lo cho nó học đại học, còn 15 đứa sao cô không lo nó? Cái bữa nay con về đây con lo chứ còn gì nữa. Về đây lo. Lại đây niệm Phật tụng kinh hồi hướng lo cho nó. Có cái bà đó, nhà ngoại cảm. Bà tới bà nói, sao hôm nay bữa nay hương linh đông quá vậy nè. Người ta nói cần phải cúng có câu Phật hiệu. Nhớ cái bà này. Chiều nay cả đại chúng ngồi trên cái ghế, cúng 3 tiếng đồng hồ, chân thành cung kính, niệm câu Phật hiệu cho tốt, để siêu độ. Bây giờ không biết họ ở trong cái cõi nào, họ ở đâu, họ đang đi theo mình, họ làm gì. Thôi nhờ Phật lực gia trì để mà giúp đỡ cho họ. Được không quý vị? Được. Chúng tôi thấy rất nhiều nơi cúng cho thai nhi nhiều lắm, nhưng mà không nói đến cái họa cho người còn sống để ngăn chặn bớt. Nếu mà cúng hoài cứ 300-500 ngàn sao cúng cho hết trời. Giờ nói cái nhân để họ ngăn cản bớt đi. Nhân người phá thai này là gặp cái quả gì, lắng nghe này. Sát sanh giết họ, lúc lâm chung họ báo oán. Bây giờ làm sao tu cho họ siêu thoát? Còn một cách nữa, về Tây Phương Cực Lạc, nếu họ đòi về trên đó đòi. Được không? Cái người mà về Tây Phương Cực Lạc không còn tâm sân hận, tham sân si, không còn oán thù, toàn là thượng thiện nhân, có quả ác phá thai, đới nghiệp mang về bên đó,
Nhưng mà nói không phải vậy, giờ mình giao hết cho Phật Di Đà tha hồ mà tàn sát đi ngang. Không được. Đới nghiệp là mang cái nghiệp cũ, nghiệp xấu ác. Nghiệp cũ thì được, chứ mà mang nghiệp mới không đi nổi. Nếu mà tiếp tục làm nghiệp mới thì lúc lâm chung nó đọa lạc chứ về không được. Nghiệp mới thì tịnh nghiệp thì được. Còn nghiệp cũ thì xấu ác gì đó, đóng gói để đó. Nếu ở trong cõi này á thì 10 đời nó cũng theo, 100.000 đời cũng phải trả. Còn về tới phương cực lạc rồi đó thì sao? Nếu họ về tới trên đó là hết hết còn oán, hết oán thù rồi, thì thôi an lành sống ở trên đó. Như vậy mình nói họ làm sao? Thôi, có duyên với mẹ mà giờ nó thành ác duyên rồi chứ không phải thiện duyên. Thôi mình cùng nhau mình về Tây Phương Cực Lạc đi, được không? Được. Nói hoài, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng hồi hướng, chí thành chí kính thì có cảm thông.